Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, các chuyến tàu khởi hành từ tối 29 tháng 4 và sáng 30 tháng 4 giữa thành phố Hồ Chí Minh và các điểm Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng hiện đã bán hết vé. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng, doanh nghiệp này đã lập thêm gần 20 mắc tàu. Tương tự dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội sẽ lập thêm khoảng 30 chuyến tàu tăng cường ngoài các tàu chạy thường xuyên. Đến nay, các mắc tàu tuyến phía Nam khởi hành vào cao điểm tối 29 tháng 4 đã gần hết vé với hơn 3.500 vé bán thành công. Để đáp ứng nhu cầu khách có chiều hướng tiếp tục tăng cao, đường sắt sẽ nối thêm toa xe các tàu này, lập thêm tàu. Riêng tuyến Hà Nội-Hải Phòng lập thêm tàu LP9 xuất phát từ Hà Nội đi Hải Phòng vào ngày 30 tháng 4. Hiện các chuyến tàu khởi hành các ngày khác tuyến phía Nam và tàu tuyến Hà Nội-Hải Phòng vẫn còn nhiều vé, đại diện công ty cho hay. Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đường sắt tổ chức khoảng 50 toàn tàu tăng cường trên các tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Vào dịp này, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 đến 10% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, theo thống kê, trong dịp lễ dỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch vừa qua, từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022, công ty đã thực hiện 51 chuyến tàu trên các tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung, miền Nam, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Lào Cai với lượng vé bán được là hơn 39.400 vé. Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay đi các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đã treo biển hết vé, vé rẻ không còn, vé thương gia cũng gần cạn. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Vietnam Airlines Group cung cấp gần 450.000 chỗ trong 7 ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Trong đó, Vietnam Airlines và Vasco khai thác trên 2.000 chuyến bay với gần 395.000 chỗ, tăng 10% so với giai đoạn cùng kỳ 2019. Pacific Airlines cung ứng trên 270 chuyến bay, tương ứng với gần 51.000 chỗ, với Bamboo Airways, hãng này cho biết chủ động bố trí các chuyến bay tối muộn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Hãng tăng tần suất các chuyến bay kết nối mạng bay nội địa. Cụ thể, trong giai đoạn từ 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, hãng này dự kiến tăng thêm tần suất bay tối trên các đường bay trọng điểm như Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Quy Nhơn, Hà Nội-Cam Ranh và Hà Nội-Phú Quốc tình trạng hành khách mua phải vé giả bị lừa mua vé được các hãng và nhà chức trách cảnh báo theo đó cục hàng không việt nam khuyến nghị khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc là các đại lý chính hãng